Triple kill.
mặc cuộc đời này sao cũng được. Tại sao cứ phải yêu một người khi tim mình thì mười mấy ngăn. Nhà thời này phải xây nhiều nóc. Nói thích anh đi, anh kêu trực thăng lên đón luôn. Thiệt, nhà có điều kiện lắm. Tình yêu mà, thứ mình cho đây là tự nguyện, còn nhận lại là tùy tâm. Hoa kia sao đang tươi lay heo đi rồi. Thật lòng anh thương em bao nhiêu, em đem trao ai tấm phong anh ngồi. Nhìn về bầu trời này thật trắng tinh, nghĩ đến xót qua tường mình. Thương cho anh cô liêu thân thân vạn phần. Anh biết là gia đình khó, vì giàu sang không thể cùng với nghèo. Con nước vẫn trôi hững hờ, hỏi chăng sao thuyền không còn lại mái chèo. Anh đây chỉ có hàng hoa, không thể buông một gánh hàng lạ. Cứ vả vào thân càng điếu, nhưng mà sao lại thấy càng xa. Xin bà đừng hiểu lầm, mối quan hệ của tụi cháu không như bà nghĩ đâu. Không đâu, bà thấy rõ anh má của cháu giống hệt như bà cách đây 70 năm. Nó khiến bà nhớ tới một câu, cũng chính là điều bà Hứa Nhường nói: anh má của tôi chỉ dành riêng cho bạn mà thôi. Nhưng cháu biết không, nếu cháu chỉ nhìn trầm trầm từ xa thì chắc chắn là cháu sẽ hối hận đó. Phản xạ cơ thể và biểu hiện của mình. Tôi tinh tế lắm. Chị ba này, từ đó xuất hiện. Bắn đi. Mấy người đẹp trai này, nó bắn này lào lao lắm. Không biết hả? Đừng nên bực bội. Đã vậy gió, giờ vịt lắm mà. Nè, không nghe lời á, anh đồ chạy ra khỏi luôn. Cô cưng ơi, anh chở em đi ăn kem nè. Vậy mới cưng chứ. Đây. Ngồi xuống. Thấy chuyện tai nạn hả? Hai cái đứa này. Sao ý kiến gì? Trời nắng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi anh lòng bạc. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ
khi gân lông mày càng đau. Em ơi em đừng lo, cây bên em luôn luôn có anh. Thề một câu luôn khi yêu là cưới. Đêm mau ngày xuống. Nếu yêu anh là sai lầm chẳng hạn, thì em sẵn sàng trả giá cho lựa chọn của mình. Chứ không phải kiểu như ông cứ đứng ở đấy tuyết còi bảo em là đừng có yêu anh. Anh không phù hợp, không xứng đáng thế này thế nọ. Nếu em sẵn lòng trả giá, vậy thì cái giá đắt nhất em có thể trả là gì? Là niềm tin của em, là tuổi trẻ của em. Đang nhớ đến dự vang hoa hồng và cả ánh nến. Với em sẽ không còn nhớ họ và tên, anh sẽ gọi em là Todd như nickname. Nếu không chịu em không làm với người khác sẽ, họ sẽ ôm và hôn lên những hình vẽ trên bản nhạc này để replay. Biết em nhớ anh và em vẫn ở đây. Right right, anh là Mr. Right. Bye bye, em là một lựa chọn sai. Anh chọn người khác để làm tốt hơn, còn em hãy cố gắng làm quen với cô đơn. This is not the time to. Người mới sẽ làm nó chung. Người ba cũng vượt qua, anh cũng vậy. Hôn lên họ, hôn lên phần trẻ đầy. Biến ra khỏi cuộc đời của em được không? Hai từ yêu và thương không quên, yêu đậm sâu rồi em cũng xa, thương để rồi lòng đau xót xa khi tình ta giờ chia hai ngả. Biết là trong lòng đau thế nào, biết là em chẳng còn thiết tha. Hai từ yêu và thương không quên, yêu đậm sâu rồi em thương để rồi lòng đau xót xa khi tình ta giờ chia hai ngả. Biết là trong lòng đau thế nào, biết là em chẳng còn thiết tha. Người từng là tất cả giờ xem nhau như kẻ xa lạ. Bao khổ đau này thật không, nói đi sao lại cứ lăng thầm. Em thương ai rồi đâu phải anh đúng không? Trái tim em đã có một nơi, chẳng quan trọng chuyện đúng sai, không oán không hờn, đớn đau anh nhận phần hơn. Ngắm mau năm một câu. Anh ơi đừng lo, chẳng đừng bao xa, em sẽ nắm tay anh, chúng ta sẽ cùng vượt qua. Cầm chặt tay em sẽ chẳng sao mà, dù ngày nắng ngày mưa thì tình em cũng không nhạt nhòa. Ngày chợt em lên kêu hoa anh có hay chăng tình ta, ngày chờ đến mong anh sống như một món quà, hay làm trong em nhà ta. Nhiều khổ đau
trắng tay em xin được nguyện cầu, dù cho mãi sau tiếng yêu không phai nhòa, hạnh phúc anh sẽ mãi ở bên cạnh anh, không bao giờ cách xa. Cảm ơn vì đã bên cạnh em. Em thật chẳng biết em đã làm sai điều gì, hay là anh đã có người nào tốt hơn em? Em muốn tim anh đau à? Sao em nói những câu như vậy? Làm sao anh có thể yêu người khác? Anh sợ người em rồi đó. Em có lý do riêng của em mà. Liên quan gì tới anh? Em thấy có công bằng không? Anh cũng chỉ biết vui cho anh thôi, chứ anh đâu quan tâm gì tới ai đâu mà anh nói công bằng. Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại, phía sau sẽ mãi đã đang kề cạnh ta lúc đó. Thật sự mà nói nha, mình không muốn kết thành viên quân đoàn của mình một chút nào hết á anh em à. Tại vì tụi nó cài không có nổi anh em à. Tại vì cái chế độ này bắn nó chỉ tính 5 trận cao nhất thôi, mà nó bắn gì mà cả ngày trời mà nó bắn không đủ được điểm anh em. Thì mình buộc phải kích rồi, nếu như mình không kích thì sẽ ảnh hưởng đến những người còn lại. Kiểu mình cũng đã cho tụi nó ở quân đoàn cũng mấy tuần rồi, kiểu cũng nhân nhượng rồi. Kiểu nó cài không đủ thì mình cũng kiểu cho lơ qua, kiểu tuần sau cố gắng nha. Nhưng mà nó cài không đủ thì mình bắt buộc phải chịu thôi anh em. Thì mình còn 5 slot nào cho anh em nào mà có trình muốn về nhánh 1 của mình thì liên hệ mình ngay nha. Thì hiện tại thì tuần này tôi thấy là bên NTN bắt đầu cài lại anh em à. Điểm tăng rất là chóng mặt luôn. Anh em thấy 3.000 điểm vậy thôi chứ trên bên lắm anh em à. Còn 5 tuần nữa lận anh em ơi. Thank you.